anh em. Khi cái phân đoạn đó thì quay đi qua lại rất là nhiều lần, mà lúc đó là cũng đã khuya lắm rồi, mà ảnh quay ảnh không khóc, nhưng mà quay đi qua lại nhiều lần ảnh muốn khóc luôn, là bởi vì ảnh rất là ngại với ekip, bởi vì ảnh đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà đạo diễn vẫn chưa có hài lòng, cho nên là ảnh phải nói là trời anh xin lỗi em Nhi, tại anh mà em phải quay đi qua lại rất là nhiều lần, tại vì mình quay khóc nữa cho nên mình phải làm tâm lý rất là nhiều lần. Nhưng mà Nhi vẫn bình thường, không gì khó chịu hết, tại vì mình biết ảnh không phải là một người diễn viên đã có nhiều kinh nghiệm, cho nên là cũng thấy thương ổng thiệt. Giống như hồi nãy khi mà phỏng vấn thì ông Hồ Vĩnh Anh cũng không có khéo ăn nói, thì khi quay cảnh đó thì thấy rất là tội anh Hồ Vĩnh Anh, bởi vì đã không có nhiều kinh nghiệm mà phải đòi hỏi một cái cảnh nó phải có nhiều cảm xúc nữa, thì vì đó hơi khó với ảnh. Nhưng mà với quay đi quay lại nhiều lần và sự ủng hộ của cả ekip với đạo diễn thì cuối cùng cảnh đó cũng quay thành công. Trong cái quá trình làm việc chung với nhau thì không biết là có cái tật xấu nào của chị Ngọc Trinh và anh La Thành là vô tình phát hiện? Anh La Thành thì ở dơ lắm. Trời ơi, ở dơ chịu nổi luôn. Nói cho mọi người nghe, ở dơ xong cái có những cái cảnh mà ngồi buồn ngồi đồ tắm rửa này kia, cái vô nhảy xuống sông rồi bơi cả bụi ấy luôn, cái lên thay đồ không chịu tắm lại, trời nghe là thấy ghê rồi, chưa hết đâu, mặc lại đồ cũ rồi lên rồi cứ đi nhờ xe Nhi đi về Sài Gòn diễn kịch chung, tại vì Nhi đi về Sài Gòn anh cũng phải về luôn, lên xe cứ ngồi gãi rồi móc cái này móc cái kia hửi mà không chịu đi tắm. Đó là anh La Thành hơi bây giờ. Còn anh Hồ Vĩnh Anh là rất là sợ xấu khi lên phim, cho nên trước khi lên phim ảnh còn soi gương nhiều hơn luôn là chị Ngọc Trinh nữa. Người ta soi gương thì thôi nha, trước khi quay ảnh soi gương, diễn rồi ảnh vẫn còn soi gương, đạo diễn chưa diễn rồi vẫn còn soi gương rất là nhiều lần. Còn chị Ngọc Trinh thì ăn rất là nhiều, ăn mà ăn liên tục, ăn hết món này tới món khác rồi giấu đồ ăn ở đâu, ăn rất là nhiều luôn. Nhưng cái anh La Thành rất là hay đi xin ăn chị Ngọc Trinh, không đâu phải tật xấu gì, chỉ có anh La Thành xin ăn thôi, chị mới xin ăn. Nhi là được chị Ngọc Trinh mời ăn. Trong những cái em hậu trường phim thì thấy là chị Nhi sẽ mời và thậm chí là có nhét vào tay nhiều nghệ sĩ khác những cái sản phẩm mà của nhà trong người, thì ở lần này thì Nhi có tiếp tục để mà mình quảng bá cái hình thức kinh doanh của gia đình như vậy không? Thật sự khi mà đi quay ở Bến Tre một tháng trời thì mình đã xác định khi mà cả đoàn phim xuống dưới thì sẽ rất nhớ những cái món ăn ở Sài Gòn, thì thương ekip cho nên Nhi đã đem rất là nhiều sản phẩm xuống dưới để bán cho ekip, tại vì ekip đông lắm, mình lo khi mình bị hao của cho nên phải bán, để bởi vì đối với Nhi á, đi phim ngoài cái việc mình tỏa cái sức mà để mình cống hiến cho nghệ thuật thì đi phim xa, đặc biệt là đi phim ở tỉnh xa Sài Gòn là còn một cái dịp để mà cả gia đình của Nhi kinh doanh và kiếm tiền từ đoàn phim, cho nên không có gì mà mình phải bỏ qua cơ hội đó, mình phải đem xuống bán hết. Ở đâu mình cũng bán, luôn đem theo bên mình sản phẩm của gia đình để bán. Hồi nãy Nhi có chia sẻ là chị Ngọc Trinh là ăn rất là nhiều. Thì Nhi có chia sẻ là cái cổ phần mà chị Trinh đã đóng góp cho Khô Gà Ăn Cho Mập là bao nhiêu rồi không ạ? Không chỉ có chị Ngọc Trinh đâu mà cả anh Lê Đình Viễn đạo diễn và anh Lý Minh Thắng cùng với chị Việt Hương, cô Phi Phụng, là tất cả mọi người đều dính cái bẫy của Nhi. Ai cũng mua rất nhiều. Tổng doanh thu là cũng phải gấp mấy lần tiền cách xe, cũng phải là 15 tỷ để bán khô gà bên Tre. Và sau đó là vừa bán vừa xin ăn lại. Tại vì mình đồ mình bán mình nha, đi xin ăn mấy cái người khác. Đồ mình bán mình không dám ăn, không phải là gì nó ấy, mà là gì mình ngán rồi, mình ăn quá trời rồi. Nên là mình đi xin ăn. Ở trong một bộ phim điện ảnh cách đây cũng khá lâu là thầy đi đội tính, như có chia sẻ là mình mong muốn theo cái hình ảnh đại nữ trong veo thì chưa luôn, chưa được làm đại nữ luôn. Bộ phim này đánh dở một phân đoạn nhưng mà cũng chưa thể hiện hết cái khả năng tiềm năng võ thuật của mình. Hẹn phim sao rồi. Cùng với lại một cái thời điểm ra mắt bộ phim của Quy Đại Ná là còn một bộ phim nữa mà đậm chất đã nữ cùng là bộ phim của chị Tô Thanh Vân á. Vậy thì không biết là Nhi có biết thông tin bộ phim này chưa, và giữa cái bộ phim này và bộ phim đó thì sao khiến cho Nhi Thanh Vân trong cái casting phim kia mà chọn phim này? Tại vì bộ phim của chị Tô Thanh Vân lúc mà casting không có nghe thông tin, cho nên nếu mà thật sự mà những cái bộ phim mà nói về đã nữ này kia mà Nhi biết được thông tin là chắc chắn Nhi sẽ đi casting, bởi vì Nhi là rất là hợp với những cái hình ảnh đó. Nhưng mà hẹn mọi người ở cái phim sau đi, phim sau là chất luôn, siêu chất.
Ở trong cái bộ phim Chị 13 thì cũng có một chút nó hơi xã hội đen một chút, nhưng mà Nhi vẫn chưa được được chị Thu Trang tin tưởng vào cái hình ảnh đa nữ á. Có gì nhắn gửi không ạ? Thật ra cái bộ phim đó chị Nhi vừa mới quay xong, nhưng mà năm sau mới là chiếu. Thì ở cái bộ phim đó, lúc mà chị Trang nói là ở cái phiên bản điện ảnh thì sẽ có rất là nhiều những cái hình ảnh hành động cũng như là đánh đấm, nhưng mà khi quay phim rồi thì mọi người sẽ thấy là như ta bị đánh không, chứ không có cơ hội đánh ai hết. Cho nên năm sau chúng ta sẽ gặp nhau cái hình ảnh đó bị đánh. Thì để chuẩn bị cho cái sự thay đổi hình ảnh đó, Nhi có đi tập võ hay chưa? Và không, mình bị đánh mà, người đó mình đi tập võ, người nào đánh mình thì người đó mới đi tập. Thì để chuẩn bị cho năm sau, chị đã có những cái sự chuẩn bị nào để mà vào vai? À, chị quay xong rồi. Không, không, ý đó là những cái hình tượng sắp tới. Những cái hình tượng sắp tới thì mình cũng chưa biết nữa. Bởi vì trước khi mà nhận dự án nào mà xong cái dự án đó thì Nhi mới bắt đầu chuẩn bị cho những cái dự án tiếp theo, cho nên hiện tại vẫn chưa. Nhìn lại một năm 2018 của Diệu Nhi thì Nhi cảm thấy điều gì khiến cho Diệu Nhi hài lòng được chưa? Bản thân Diệu Nhi thì 2018 đối với Diệu Nhi đã làm được rất là nhiều việc, và nói về cái việc nào hài lòng và cái việc nào không hài lòng thì không có việc nào mà Diệu Nhi không hài lòng hết. Bởi vì tất cả những cái gì mình làm là tâm huyết và công sức của mình đã đổ 100% vào nó rồi. Cho nên đối với Nhi, nhìn lại là 2018 là một năm mà Nhi làm được rất là nhiều việc, tất cả đều hài lòng. Nếu mà có một mong ước cho 2019 thì Diệu Nhi mong ước điều gì nhất? Nếu mà có một mong ước cho ngày 2019 thì Nhi hy vọng mình sẽ có một cái dạng vai khác mà để cho mình thay đổi cái hình ảnh trong mắt khán giả. Và có mong muốn mở rộng thêm cái đường dây Olama chuỗi thương hiệu. Cái đó nó không phải là mong muốn, đó là một cái sự bành trướng của cái thương hiệu Anh Cho Mặt. Dạ. Chị có thể gửi lời chúc Tết đến khán giả. Nhân dịp năm mới, Diệu Nhi xin chúc quý vị khán giả sẽ có thật là nhiều sức khỏe nè, thành công trong mọi việc, và đặc biệt hãy nhớ ra rạp xem phim Vu Quy Đại Náo, dự kiến sẽ chiếu ngày 22/2019 nha. Bye bye mọi người. Đi ra mình chào nhân sinh. Xin được cảm ơn ba bạn rất nhiều. Và bây giờ thì Công Vy xin mời tiến lên phía trước. Xin mời diễn viên phi phụ và diễn viên Lê Giang. Sao thế? Tìm việc nha. Trên sân khấu của chúng ta đó chính là diễn viên phi phụ và diễn viên Lê Giang. Vâng ạ, xin được cảm ơn. Xin mời cặp đôi diễn viên Minh Lập và diễn viên Quang Trung. Trên sân khấu chúng ta đã chính là cặp đôi phá hoại Minh Lập và Quang Trung trong Vu Quy Đại Náo. Vâng, và cũng xin mời diễn viên Lâm Minh Hải và diễn viên Linh Chi. Trên sân khấu chúng ta đã chính là diễn viên Lâm Minh Hải và diễn viên Linh Chi. Xin được cảm ơn. Và bây giờ thì Công Vy xin mời em biết cổ Vu Quy Đại Náo chúng ta một lần nữa quay trở lại sân khấu về một tấm hình lưu niệm cùng với tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong buổi show ngay ngày hôm nay. Xin mời em biết cổ Vu Quy Đại Náo, xin mời đạo diễn Lê Thiện Viễn, xin mời những giám sát số thành Lê Minh Thành cùng quay trở lại sân khấu về một tấm ảnh lưu niệm trong buổi show ngay ngày hôm nay. Xin mời các anh ạ.
Xin mời anh Nam biên kịch và cũng xin được mời DOP của bộ phim ạ. Xin mời hai anh sẽ cùng tiến lên ạ. Và xin mời các anh chị hỗ trợ cho ekip cũng sẽ tiến lên sân khấu để mời tấm ảnh tiêu điểm. Chị đó chính là chúng tôi xin mời các anh chị.